ra mắt của EP mới à. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta sẽ chào đón nhân vật quan trọng của ngày hôm nay. Vâng, xin được mời nữ ca sĩ Lily. Những con người đang yêu thương mình ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây để ủng hộ cho mình. Dạ, thực sự là cái việc mà làm họp báo này em cảm thấy em rất là đắn đo suy nghĩ, tại vì em nghĩ là họp báo em rất là thích, đương nhiên em rất là thích, nhưng mà khi kinh tế khó khăn. Không phải vì tiền bạc. Nhưng mà khi mà mời mọi người tới đây thì em cũng rất là ngại, tại vì nó cũng tốn thời gian của mọi người á. Nên là em rất là ngại, và chính vì vậy em cảm thấy rất là biết ơn khi mà mọi người đã dành thời gian quý báu của mình đến đây với em ngày hôm nay, một cái dịp quan trọng của em ngày hôm nay. Và cảm ơn các vị khách mời hôm nay, và cảm ơn các anh chị truyền thông báo chí. Và I want to say thank you, Sunny Lucas. Welcome to Ho Chi Minh City. Thank you for coming. Và hôm nay có Sunny Lucas là một bạn trong thí sinh ở The Next Day. Yeah. Đã từ Trung Quốc sang đây với em ạ. Yeah. Ngày hôm nay họp báo của chúng ta là international họp báo luôn. Đúng không anh? Là có cả người nước ngoài tới luôn. Và có cả gọi là ở bên Quảng Nam đồ xuống luôn. Đó có nghĩa là gọi là toàn quốc và là quốc tế. Đó. Cho nên là rất là quy mô. Thì bây giờ là không để quý vị chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi gọi là EP đặc sản của ngày hôm nay. Thì nhân vật ở trên đây để xem cái cảm nghĩ như thế nào. Thì hôm nay là chúng ta có hỏi, mình sẽ hỏi từ bố lão. Có nghĩa là nha, lớn tuổi nhất. Thì mình sẽ xin ý kiến của anh. Không biết là ngày hôm nay thì anh Trường Giang thì anh nghĩ như thế nào về EP của Lily ạ? Ladies and gentlemen. Yeah. International. You understand? You understand? Okay. Xin chào. Đây là lần đầu tiên tôi đi ra mắt một cái buổi họp báo mà tôi là người lớn tuổi nhất trong rạp. Các bạn ở đây toàn là nhỏ tuổi hơn anh đúng không? Tại vì bạn nghệ sĩ thì toàn bạn trẻ không mà. Không, nói nghệ sĩ thôi, còn bên phóng viên đâu nói. Phóng viên thì lớn tuổi hơn nhiều tôi rồi. Thì phải nói đầu tiên là chúc mừng con gái. Con á là con rất là xinh đẹp luôn. Thằng nào mà đụng được con là hạnh phúc của cuộc đời nó đó. Thì nói vậy thôi, tự hiểu. Thì mọi người thấy không, mọi người tất cả mọi người xem cái MV vừa rồi cũng rất là nhiều tiền mọi người. Thì bé nó đâu, cái tiền mà làm cái đoạn vừa rồi á, năm bài vừa rồi là mua được căn nhà ở quận 9. Đúng vậy, nhưng mà bé vẫn làm. Bé thì không có nhiều tiền, tại tôi chơi với mẹ nó tôi biết. Tất cả nhiêu tiền lo cho mẹ hết rồi. Cho nên bé cũng dành dụm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu thôi. Nhưng mà âm nhạc là bé tự sáng tác luôn, thì bé tự hát luôn cho nên cho nó đỡ mất tiền. Rồi cái vừa rồi là một cái năm tập, mình nói tập cái dễ hiểu à. Từ tập 1 qua tập 3 đó, tới lúc trái nhà mới ra ngoài cổng hát đó. Thì là đều tất cả đều có cái ý đồ. Tập 1 là tại vì âm nhạc đó là nó phải có câu chuyện. Yeah. Câu chuyện đầu tiên là ngủ là nhạc này, là các bạn trước khi đi ngủ là nên nghe. Tại vì bé ra một lúc năm bài để chi. Bây giờ cái hiện tại bây giờ người ta là ít xem hơn là nghe. Lái xe cũng mở nghe được. Đúng không? Xong qua cái thứ hai là tập 2 thức dậy là đi là vô, đi, là đánh, đi đánh đi, trong đi tập nhạc đi đó tập là công nhạc. Việc thì các bạn cũng vậy, sau này đến với âm nhạc cứ đi tập nhạc để làm công việc của mình vẫn nghe nhạc của bé được. Tập thứ ba là toilet. Thì thường thường mình là gì, lúc bắt đầu đi tắm là bắt đầu hay mở nhạc. Mà thấy bên Phạm là rất sáng tạo, đâu phải ít tiền đâu mời bên Phạm được. Đúng rồi. Nhiều tiền mới mời được. Thì thấy bên Phạm tinh tế không? Trong đó không có cái kia. Đúng rồi. Chỉ có cái lavabo với cái bồn tắm đúng thôi. Đúng rồi. Tinh tế quá trời. Lấy giá cao mà tinh tế nè. Đó. Tinh tế lắm. Đó, tinh tế cái kia hồi hát được. Đúng rồi. Đó. Tất cả đều. Thì đi tắm cũng nghe nhạc bé được. Rồi xong là qua bên cái tập thứ tư. Thứ tư. Là nhà bị cháy luôn. Thông điệp gì? Phòng cháy hơn chữa cháy. Phòng cháy chữa cháy. Đó. Hay. Chỉ thiếu cái bình chữa cháy để trong cái set thôi. Đúng rồi. Thì là cái câu chuyện tình yêu. Đó. Rồi qua tập thứ 5. Là gì? Tập thứ 5 anh tưởng là gặp anh Tú. Dạ. Nhưng không. Cuối cùng bé dẫn hai một mình, đỡ tốn tiền, trả tiền cachê. Bé tiết kiệm. Với lại cái bài đó bài của trong nữ. Không lẽ Tú vô hát nữ đâu được. Mà bị cái là Tú cũng lấy tiền nữa anh. Không có. Tú không bao giờ lấy tiền Lily mấy cái vụ hát đâu. Vậy hả? Tiền xe phòng hả? Lấy không? Lấy chứ anh, dĩ nhiên rồi, hiển nhiên rồi. Phải lấy. Nhưng mà Ly có trả không? Cái này thì em không biết. Không thật. Chứ anh cũng lấy mà Ly chưa bao giờ trả tiền anh MC luôn. Ba năm rồi chưa bao giờ trả tiền anh. Thật ra nghệ sĩ mình làm việc với nhau á thì đừng có lấy tiền nhau. Dạ. Đây tôi nói thật lòng luôn nha. Trường Giang làm cho các show của các bạn nghệ sĩ anh không giờ lấy tiền. Thiệt. Chỉ có giúp qua giúp lại, dù như mình xong mình cần cái mình nói em ơi xuất hiện cho 5 phút cái mình qua lại nhau.
chứ tại sao phải lấy tiền? Nghệ sĩ đừng lấy tiền nhau làm gì. Đây nói thật, khuyên các bạn luôn. Nãy có Eric nữa, mời Eric về rồi, chắc có lấy tiền. Lấy tiền đến về nhộn gì chứ. Đúng rồi, tại vì biết Giang hay khui mấy người biết đâu. Đúng rồi, thì lỡ khui luôn. Đúng rồi, tháng 12 này là gì? Tại Hội Tràm đó là thôi cái đó. Ủa, khi nào người ta đưa giấy mời biết. Ồ oh. Đó thì cũng cảm ơn bên ha, cảm ơn các anh em DOB, cảm ơn tất cả các bạn đã hỗ trợ cho cháu tôi đã ra một cái sản phẩm xinh lung linh như thế này. Còn nhạc thì để khán giả đánh giá, tại đúng vì rồi. Mình chưa biết khán giả sẽ tùy vào mức độ yêu thương của họ. Nếu họ thương nhiều, thương Lily nhiều thì họ sẽ tạo ra một cái cú giống như là 70-80 triệu view. Họ thương ít thì họ 65 triệu view. Còn họ thương nhiều nữa thì 100 triệu view. Còn họ không thương thì thua nghe. Khán giả mà không thương thì thua, cho nên là cũng thưa quý vị khán giả, lỡ quý vị có xem cái này thì mong quý vị ủng hộ cho cháu nó. Nhìn vậy chứ một mình lo hết, có ai hỗ trợ gì đâu. Đúng rồi, một thân một mình lo hết chứ chả ai hỗ trợ gì. Để em nói cho nghe, em hàng xóm của tụi nó không hỗ trợ một cái gì luôn. Bé này cần cái gì toàn xuống hỏi em không. Cực lắm. Vậy cho em có hỗ trợ không? Em cũng không luôn, vì đâu có ăn giọng gì đâu. Vậy nói vậy vậy em thì đang hỗ trợ bên kia rồi, bên beauty rồi. Không không có thôi. Bây giờ mời anh Giang xuống ăn rồi nè. Dạ bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một ý kiến của một người rất là thân cận với Lily. Anh xin mời anh Tú. Thân cận người chưa giáo dục như thái giám thôi. Dạ, tại vì những người bạn, những người nghệ sĩ rất là thân với nhau thì xin mời anh Tú cho một cái ý kiến về EP của Lily lần này. Trước tiên thì cho em xin gửi lời chào đến các anh chị phóng viên báo chí truyền thông cũng như là các bạn nghệ sĩ, các bạn đã có mặt tại đây, và cảm ơn mọi người đã đến coi em coi EP của Lily với Lovely. Và thực sự thì cái cảm xúc của em là em cũng không quá mức bất ngờ, bởi vì em đã đồng hành cùng Ly trong suốt chặng đường 3 năm Ly làm EP này. Cái điều mà em mong chờ nhất đó là cái lúc EP này release cho mọi người coi. Và em chỉ mong là giá trị mà Lily mang lại với âm nhạc của Lily đến với khán giả sẽ được nhiều người đón nhận và yêu thương Lily nhiều hơn. Và em cũng, nếu mà để nói em thích nhất trong 5 bài hát này, bắt buộc phải lựa chọn, lúc đầu thì Tú sẽ lựa chọn là Ngủ Đông. Không, nhưng mà tự nói, tôi tự khai không ai bắt hết. Đầu tiên là nghĩ là Ngủ Đông, nhưng mà sau khi mà xem cái đoạn clip này thì thực sự Tú bắt đầu Tú nghiền sang bài Sau Cơn Mưa Trở Lại Sáng. Rất thích bài đấy luôn. Không biết ở đây có ai cùng quan điểm với cả Tú không? Yes sir! Ai ạ? Sau Cơn Mưa Trở Lại Sáng. Tập cuối. Yes sir! Ai ạ? Ôi, rất nhiều bài. Ồ thế à? Thế là mình cũng chung chung á, ý tưởng á. Vậy thì đáng lẽ nên làm tập cuối thôi. Nhiều người thích quá. Nhiều người thích quá rồi. Không, anh phải làm 5 tập. Thì người ta mới có cái sự so sánh được, người ta lựa chọn tập cuối, đúng không? Người ta mới thấy cái tập cuối hấp dẫn. Đúng không? Đấy. Hay quá. Thôi mong rằng là Tú đã nghe anh Giang chia sẻ rất là nhiều rồi. Và mong rằng mọi người hãy cũng chia sẻ, cũng như là hãy yêu thương Lily nhiều hơn với EP lần này của Lily. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn. Vài câu thôi chứ đừng dài như anh Tú á. Dạ, mình còn đoạn sau nữa. Dạ vâng ạ. Mình cảm nhận sao về EP của Lily lần này? Dạ, lời đầu tiên cho em xin được gửi đến lời chào đến toàn thể tất cả mọi người đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Em thì em rất là thích cái EP này. Trước đó thì em có được nghe Lily chia sẻ vào khoảng đầu tháng này. Thì Lily chuẩn bị ra một cái EP. Thì Lily sau đó lại leak ra một cái đoạn ở trong cái bài thứ hai, đúng không? Đó, trong cái bài thứ hai thì em nghe, ban đầu em nghe em cảm thấy là ok, dễ thương. Nhưng mà không biết, có nghĩa là em cảm giác là âm nhạc của Lily nó có một cái gì đó rất là ma lực nha. Nếu mà bị dính nghe nhiều quá, bị dính á. Dạ, thì em nghe nhiều quá, cái bây giờ em quá thích cái bài số 2 luôn. Dạ, thì em hy vọng là cả những bài còn lại trong cái EP đợt này, nếu mà giúp em về, em nghe từ từ, là em nghĩ là em sẽ rất là thích. Và em tin chắc là các bạn ở đây cũng, mọi người cũng sẽ yêu thương và ủng hộ cho Lily, và sẽ yêu thích hết cả 5 bài hát trong EP lần này của Lily ạ. Nguyên Phạm. Xin mời đạo diễn Nguyên Phạm ạ. Xin mời Music Producer Lên Nhau. Xin mời Music Producer Đức Vi. Và cuối cùng là Lê Minh Hiếu, đại diện cho team Mix Master cho EP Lovely. Và xin mời Lily cùng lên sân khấu. Ngày hôm nay thì Music Producer không biết là hiện tại thì cảm xúc của Lily như thế nào? Alo. Dạ, hiện tại thì cảm xúc của em đang rất là vui và hạnh phúc, vì cuối cùng em cũng đã đợi được tới ngày này. Tại vì đây là cái EP này là một cái dự án mà em đã ấp ủ từ rất là lâu rồi.
và cũng gặp một số những cái trục trặc nên là tới bây giờ mới được hoàn thành, thì em cuối cùng cũng đã thực hiện được. Chưa biết là nó thành công hay không nhưng mà em cảm thấy đã cái đôi chút đã, và em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn trong ekip của mình, các anh chị đã cùng em thực hiện được một cái EP trọn vẹn như thế này ạ. Em ép Facebook của Ben và em tính là nhắn tin cho Ben á, xong rồi em ép Facebook xong hôm sau Ben nhắn cho em trước luôn. Ben kêu là chị Ly ơi, em cũng thích nhạc của chị lắm và em cũng hy vọng là có gì hợp tác với chị. Cái ok hợp tác luôn. Gặp nhau luôn. Tối hôm đó gặp nhau luôn. Sáng nói chuyện là tối gặp nhau luôn. Gặp tối quá gặp rồi luôn. Chốt luôn. Mắc quá rồi. Mắc quá rồi hả? Quá dữ luôn, là chốt trong đêm đó luôn. Chốt trong đêm luôn. Ồ thì anh thấy cái đợt này EP của chúng ta tên là Lovely. Đó, tại sao em đặt là Lovely? Dạ, lovely thì trong tiếng Anh là dễ thương, đáng yêu. Nhưng mà nếu mà tách ra riêng thì lovely có nghĩa là yêu thương ly. Nghe nó hơi ép buộc một xíu ha. Bởi vì tự nhiên ép mọi người thương mình ha. Có kỳ không? Có nghĩa là người ta hay nói là thiếu cái gì thì người ta sẽ cầu cái đó. Mà hiện tại là có một người thân cận nhưng mà không yêu thương mình, cho nên là làm một cái lovely vậy ha. Không, thật ra là em cũng nhận được rất là nhiều tình yêu thương từ quý vị khán giả cũng như là các anh chị đồng nghiệp, từ chú Giang. Mọi người rất là yêu thương em và em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và cái tên này giống như là một cái em muốn thể hiện ra cái điều đó. Có nghĩa là nó đồng âm thôi mà, và cái ý nghĩa nó cũng hay là lovely và lovely, đúng không? Cho nên là em chọn cái EP này tên là Lovely. Thì đối với những cái người mà em hợp tác lần đầu tiên ở đây thì không biết là trong cái quá trình hợp tác với nhau thì mình có gặp khó khăn gì hay không, và cái người mà em gặp khó khăn nhất khi mà hợp tác là ai trong bốn người này? Em nghĩ, không phải nghĩ mà em chắc chắn luôn là người khó khăn nhất trong bốn người này là anh Lê Nhâm. Anh Lê Nhâm. Dạ, là người đã thực hiện 3 trên tổng số 5 bài hát của em trong EP. Tại vì là em là một cái đứa rất là khó, thực sự là khó, em phải công nhận là em khó luôn. Và cái bản phối em phải sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần. Và anh Nhâm rất là may là anh Nhâm cũng rất là chiều em á. Anh Nhâm có lời gì muốn nói đây để anh khó. Dạ chào anh Nhâm, anh có thể chia sẻ về cái sự khó khăn của Lily không? Cái khó khăn đầu tiên á, mình nghĩ đó là cái khoảng cách địa lý á. Anh là ở đâu? Thường là mọi người làm nhạc với nhau á là kiểu như qua phòng làm nhạc, trao đổi idea này kia các kiểu. Thì nó sẽ tiện lợi hơn là khoảng cách từ đây đến An Giang. An Giang? Là anh ở An Giang? Đúng. Là đây là lần đầu tiên anh em gặp mặt luôn. Là làm việc từ trước đến giờ qua online hết? Dạ đúng rồi. Sản phẩm đầu tiên làm cho Ly đó là bài Yêu Anh Nhất Đời. Dạ. Cái EP này thì mình làm cho Ly bài số 1 là bài Ngủ Đông, Tình Yêu Sukute, Sau Cơn Mưa Chờ Lại Sáng. Nói chung những sản phẩm đó được nghe ở thời điểm hiện tại là chỉnh sửa rất nhiều và phải bỏ đi rất là nhiều bản nháp. Và những bản nháp đó còn lưu trữ trên máy của Nhâm để làm kỷ niệm. Anh đã làm cho nhiều ca sĩ khác chưa anh? Có đây anh Hoàng Tôn. Anh Hoàng Tôn. Dạ. Chào anh Tôn. Dạ. Và anh thì anh thấy là Ly thì nó yêu cầu Tú đó. Nữa. Anh Tú luôn. Thì bé Ly này nó yêu cầu cao hơn mấy người kia không anh? Nghĩa là có khó tính không? Cũng khá cao. Cao. Cao từ cái việc là cái demo đầu tiên rồi. Có những trường hợp như thế này. Khi mà làm ra một cái intro như thế rồi Ly nghe qua rồi, Ly nói là ôi anh ơi, em thấy phải chỉnh lại chỗ này, chỗ nào. Em thấy chỗ này chưa đã. Rồi sau khi chỉnh lại rồi, Ly nghe sau một thời gian, nói anh ơi cái cũ hay hơn. Hay vậy lắm, khách hàng đó anh. Khách hàng mà. Phải chiều thôi. Dạ. Dạ cũng như vậy. Cũng như vậy, có nghĩa là cái phòng số 3 là Ly đòi có cái nhà vệ sinh nhưng mà em bỏ cái nhà vệ sinh đi. Chị Ly muốn cái bồn cầu. Muốn cái bồn cầu. Em không chịu. Rồi. Dạ. Còn điều gì em bất mãn Ly không em nói luôn đi. Nhưng mà lời đầu tiên em xin được chào anh chị và mọi người bạn bè ở đây ạ. Thật ra là em thấy làm việc với chị Ly nó sẽ có những cái khó khăn như vậy. Nhưng mà thật sự là khi mà em làm rồi em rất là bất ngờ và em ngưỡng mộ chị Ly. Tại vì mới đầu em gặp chị là một người mà kiểu rất là hiền,
kiểu hơi rụt rè luôn á, mà kiểu rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mà em được làm với chị Ly thì em thấy là ồ, đây là một người rất là có cá tính, rất là mạnh. Chị ấy chỉ biết chị muốn gì, có một cái ý là biết mình muốn gì và rất là quyết liệt với những cái mà mình muốn, nên là em thấy em rất vui khi được làm với chị Lily về dự án lần này. Vâng, cảm ơn bên Phạm. Nó bé nói thiệt không, sao mặt em sượng sượng vậy Ly đó? Em hả? Ừ. Em cũng rất là thích bé. À. Ben. Là chưa tới nó tới làm việc hay chưa mà thấy Ben, thấy cái mặt là đã thấy thích rồi, thấy dễ cưng lắm. Dễ thương. Dễ thương mặt này hả? Và cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người ở đây đã rất là chịu khó chiều Ly rất là nhiều. Tại vì là đó, như mọi người có chia sẻ là Ly rất là khá là chướng á, đúng không Hiếu? Hiếu có thấy vậy không? Có nghĩa là có cái tiêu chuẩn cao ở trong cái sản phẩm của mình, đúng Hiếu không? Có muốn gì chia sẻ trong cái quá trình làm việc với khách VIP không? Dạ, lần đầu tiên cho em được gửi lời chào tất cả anh chị em đã có mặt ở buổi họp báo của Ly ngày hôm nay ạ. Lần thứ hai chứ nhỉ? Thì em xin gửi lời cảm ơn tới Lily đã tin tưởng và giao cái EP này cho ekip của tụi em. Và không giấu gì mọi người thì Ly chính là nguồn doanh thu chính của công ty tụi em trong vài tháng vừa qua. Tụi em còn có thêm ba bạn cộng sự trên kia nữa, đó là phụ em thu và mix master cái EP này, đó là Hideaway, Theonoid và The Key đang ngồi trên kia. Mọi người cho các bạn chạm vào tay được không ạ? Thực ra thì khi mà em làm việc, không biết mọi người làm việc với Ly như thế nào, chứ mà Hiếu làm việc với Ly nó khá là suôn sẻ nha, phải không? Đây là lần đầu tiên mình làm việc với nhau đúng không? Biết nhau lâu rồi mà lần đầu tiên làm đúng không? Chỉ có một cái là lâu lâu á, Ly bị down mood đó. Ly có vài cái struggle, cho nên là qua thu cái xong rồi hai đứa nhìn mặt nhau xong rồi Ly không hát, cái người nói chuyện chập cái đi về. Rồi thỉnh thoảng trong quá trình mà khi làm cái EP này là Ly đang thi ở bên Trung Quốc, cho nên là thời gian cũng khá là bận. Nhưng mà tụi em làm việc khá là suôn sẻ, không có gì để nói hết. Nguyên có điều gì muốn chia sẻ trong cái EP lần này khi mà làm cho Ly không ạ? Trước hết cho em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt tại hôm nay ạ. Đây là chắc là lần đầu tiên em được làm việc với Lily. Em thấy bị bất ngờ một cái là khi mà gặp Lily lần đầu, nói chuyện với Lily và đưa những ý tưởng cho Lily, là Lily tin tưởng gần như là toàn cái kết một cách toàn bộ luôn á. Là Lily không đặt ra những cái câu hỏi mà khiến cho mọi người phải gãi đầu gãi tai quá nhiều. Lily chỉ muốn confirm lại là đối với mọi người ý tưởng đó đã hay nhất chưa, đối với mọi người cái đấy là đẹp nhất chưa. Đấy, cảm nhận thực sự của mọi người về những cái sản phẩm này của Lily nó sẽ là như nào. Thì đối với em là cái sản phẩm này không những chỉ là của Lily, nó là thành quả của toàn bộ cả ekip. Mọi người đều kiểu dành toàn bộ những cái gọi là tâm huyết lớn nhất của bản thân mình cho cái sản phẩm này được đẹp nhất có thể. Cảm ơn đến tất cả các ekip của em là mọi người đã đồng hành cùng em để thực hiện cái EP này. Và thực sự em rất là hạnh phúc. Tới giờ phút này em rất là hạnh phúc. Và ở nhà em đã nghĩ rất là nhiều thứ muốn nói. Và em đã tưởng là em đã khóc ở đây nhưng mà không được. Em thấy vui quá. Nên em không khóc được. Khán giả ở Việt Nam rất là thích. Và Sunny, em có một lời hứa với mọi người là sẽ rủ Sunny về Việt Nam chơi. Và Sunny đã đồng ý ngay lập tức. Và em cảm thấy rất là vui. I said that you agree at the first time I told you that can you come to Vietnam with me tonight? Right? And I feel so happy. Yeah. Nia, có gì Chào buổi tối. Em tôi là Sunny Lucas. Yeah, because và đã ăn chưa? Yeah, 你可以介绍一下吗？用谁？English. Yeah. yeah. Hello. English. English. Không, ý là bạn hỏi là bạn trả lời lại bằng tiếng Anh hay là tiếng Trung để cho mọi người biết. I think English. 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 Khánh hay đi khách bên Khánh hay đi chơi với bên Trung Quốc. Come on. Keep going. What's up, everybody? My name is Sunny Lucas, and I'm from Hong Kong. Yeah, Hong Kong. How old are you? I am 23 years old. Sinh năm 2000 á, mọi người ơi. Sinh năm 2000. Sinh năm 2000. Chú. Yeah. Ấn Độ. Chú. No, brothers. No. Chú Giang. Yang. Chú Giang. Chú Giang. Two kids. Two. Two kids.
hai đứa con rồi. You have two kids? Yeah, she had, he has two kids. You look young. Yeah. Of course. Wow. Trời, đâu có dừa, đâu có dừa. I love the confidence. Yeah. Nín có thể nói Việt Nam ngữ mà? Yeah. Nín nói gì? Xin chào. Tôi tên là Lucas. Tên tôi là Sunny Lucas. Yeah. Can you chào buổi tối? Chào buổi tối. Bạn đã ăn chưa? Đẹp trai. Yeah. Oh, đẹp trai. What is đẹp trai? It's beautiful. It's handsome. Handsome. Oh, everyone. And then beautiful. How to say? Know me? Oh, sorry. Okay. Đẹp trai. Yeah. Okay, beautiful. How to say? Beautiful. Đẹp gái. Đẹp gái. Oh, đẹp gái right đẹp there. Hảo lẹng à. Phi thường 漂亮. Phi thường 漂亮. 漂亮. Xin chào. Xin chào. Mình nhau lung chung chứ hả chứ. What do you want to eat? Đây là, để tôi. I want to eat pho. Pho? Pho Hanoi. Okay, sure. Pho. Yeah. This uncle have a traditional food restaurant. Really? Very good. I will show you. Where? Yeah. Mùi khó. Mùi khó. Mùi khó restaurant. Hot Tam. Yeah. Can I eat at your restaurant, please? You have money? Money, money. Money? Money! No. Oh, money? 钱. Yeah? 钱, 钱. A little. A little bit. Yeah. But. Today, it's real. Đứng dậy liền. Người ta maybe đứng trước, it's real. Người ta đã đứng trước mặt mình nói vậy thì phải đứng dậy liền. Lên tiếng liền. Wait, wait. Trả lời liền. Vô đúng. What's it, is there a rumor between you guys? No, no, no. There's no. A, cái dở nhất của người đàn ông, cái dở nhất của người đàn ông là không phải là không có tiền, không có nhà, không có xe, mà cái dở nhất là không thể giữ người mình yêu. He love me. No, no. Take care yourself. Oh, oh. Yeah, be careful. You. Oh, I'll be very careful. Yeah. Okay. You know Chiray Hospital? Chiray Hospital? Oh, hospital? Welcome. I go to hospital. Oh, no, it's not Chiray. Chấn thương chỉnh hình. Chấn thương? Chấn thương chỉnh hình. Why? Beat you. Oh, you're gonna beat me up? Oh, please come kill me. Please. No, it's I'm so waiting. Friendly. Don't worry. Thực ra là về phía Ly thì đúng là có những lúc mà Cindy đã theo Ly là có những cái lời đùa như vậy, và kể cả trong chương trình thì có những cái tương tác trên sân khấu thì mọi người cảm thấy rất là thích và Ly cảm thấy rất là vui về điều đó. Nhưng mà bản thân Ly thì thực sự là trời ơi, lùi hai đứa luôn. Bản thân Ly thì cũng đã rất là hai chiếc kêu sẵn giùm anh. Tại vì mình không thể nào mà mình nói sao ta, mình đã rất là cố gắng để giữ khoảng cách, nhưng mà tại vì Cindy cũng là một người bạn ở quốc tế, mình không thể nào mà mình giữ quá khoảng cách được, đúng không ạ? À? Nên là mình vẫn phải welcome. Và nhân đây thì Ly cũng muốn nói là tất cả mọi người đẩy Thùy rất là nhiều, nhưng mà Ly cũng muốn nói là Ly chỉ xem Cindy là một người bạn, một người em trai thôi ạ. À. Yeah. Yeah. Không biết là Cindy có hiểu không? Do you understand? She treat you as a brother. As a brother. Homie. I respect that. Seriously. Respect. I respect that. He's and, very kind. Yeah. And he helped me. We're really close from the show. I think after yeah. Golden Hour. Have you guys seen Golden Hour? Yeah. Do you guys like it? Here. You guys like it? Yeah. 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 So I feel like that stage really, really made us closer. You know, from the beginning of the show, you know, we were friends, but we weren't too close, mm-hmm. right? And then after that first car ride, yeah. you showed me your music, I showed yes. you your music, I mean, my music. And I just never knew that we could have done a collaboration together yes, on stage. It's crazy. So I'm just really, really blessed. That's a good memories, right? Great memory. And I remember you got stuck in Vietnam, so, you know, you didn't make it on time. And then we only had like 24 hours to prepare. Yeah. Speaking of 24 hours, she has a song called 24 Hours, right? Yeah. It's my favorite song. Yes. Favorite yeah, stage also. Yeah, yeah, yeah. It's my favorite yeah. stage. Thank you. Look at this.
Luôn có chia sẻ là bởi vì hai người tham gia chung chương trình The Next Day cho nên là có rất là nhiều cái sự thân mật với nhau, và Khánh Lan nghĩ là cũng là nhờ cái sự thân mật đó mà cái buổi trình diễn là Golden Hour thì nó gây nên rất là nhiều với cái chất xúc tác và cái cảm xúc cho khán giả. Và chắc là chúng ta có ai muốn xem Lucas nữa không? You want Golden Hour, right? Golden Hour. Okay. Yes. You want Golden Hour? Golden Hours? You guys want to hear Golden Hour? Yeah. We were just lovers. Yes. Feet up on that ash, driving over fast, burning through the summer. Radio on blast, make the mama laugh, she got solar power. Minutes feel like hours, she knew she was best. Can you even imagine falling like a tear? For the love, for the love in my life, ah. I got a foreskin, my glory on her eyes. Look at her eyes. I don't need no light to see you shine. Spotlight ngày hôm nay cho Ly. Thực ra là hôm nay spotlight em nghĩ là để cho Lily đi, bởi vì còn rất là nhiều những câu hỏi từ anh chị báo chí truyền thông. còn rất nhiều cho anh chị báo chí truyền thông và các bạn nghệ sĩ nữa. Mấy chị báo chí đang thích vậy đó, đúng không ạ? Đó. Thôi. Đàn ông mình á, không có tiền không có xe quan trọng. Em chưa bao giờ có nhìn cái suy nghĩ nhìn người phụ nữ mình rơi vào tay một người đàn ông khác là nỗi nhục nhã lớn nhất. Không anh. Đâu có thấy cái vấn đề gì mà sao? Ok, đều quá, thôi em khỏi né. Chúng tôi chính là Dispatch Việt Nam. Em khỏi né. Em có lời gì muốn nói với Lily không? Chắc là nói, nãy giờ cũng nói rồi. Đúng rồi, em đã nói cái này, không khác thì nói cái đi. Thật sự ngày hôm nay là một cái sản phẩm mà Lily sẽ... Đứng lên nói chuyện với anh chị. Ok. Thua, hãy đi nào tới điểm khác. Hôm nay sẽ là một cái sản phẩm mà Lily release cho mọi người nghe. Thì Tú cũng chỉ mong là mọi người tập trung nhiều hơn về sản phẩm của em và mong rằng mọi người sẽ yêu thích. Còn bây giờ Tú nghĩ là sẽ trả lời những cái câu hỏi của anh chị báo chí truyền thông nữa. Ok ha, như thế là sẽ là hợp lý hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn đã yêu anh Tú cũng như Lily. Cảm ơn Tú rất là nhiều. Và bây giờ... Không sao đâu. Thực ra mọi người nhìn vào hình ảnh đó cũng sẽ biết bao nhiêu tiền rồi. Nhưng mà phải hỏi cháu để nhắc nhở cho cháu rằng là mình tốn rất là nhiều tiền để làm thì cháu phải cố gắng hơn. Để kiếm tiền về. Tại cái tiền đó không phải là cháu về để cháu làm gì khác, mà cháu tập trung cháu lo cho những công việc của sự nghiệp với lại mẹ nữa, cho nên là mình phải biết rằng số tiền nó rất là cực khổ mình làm, cho nên mình phải nhớ điều đó. Dạ, thì đương nhiên là đối với Ly thì đây là một sản phẩm mà Ly đã đầu tư tiền nhiều nhất từ trước đến nay của Ly, nhưng mà so với tất cả các anh chị nghệ sĩ thì nó cũng là một con số không phải là quá nhiều, nhưng mà đối với Ly từ trước đến nay đó là rất là nhiều rồi đấy ạ. Và Ly hy vọng rằng là tại vì Ly muốn là cái việc mà đầu tư vào sản phẩm của mình nó cũng giống như là đầu tư vào một cái gì đó mình tâm huyết, và mình muốn dành tặng một cái sản phẩm rất là chỉnh chu, rất là hoàn thiện dành tặng cho quý vị khán giả của mình. Và mình cứ hết sức có thể và hy vọng rằng là những cái sự cố gắng đó của mình sẽ được khán giả nhìn thấy và đón nhận. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Chứ mình cũng không có thể ép là bây giờ phải thích cái sản phẩm của mình được, mình ép cũng không được. Mà nếu mà người ta không thích thì mình cũng không ép được, đúng không ạ? Đúng rồi. Nếu mà mọi người cho một share tối nay thì em rất là vui. Rồi. Được ạ. Thực sự thì sau khi xem xong thì anh có một câu hỏi, đó là cái điều mà em nối tiếc nhất mà không làm được trong EP này, có cái điều nào không? Điều nối tiếc nhất trong EP này á? Ừ, nếu như mà làm được thì em sẽ làm hoàn thiện hơn. Thực ra bây giờ nó cũng đã xong rồi. Và em khi mà xong rồi thì em cũng đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Em cũng không có gì nối tiếc hết. Chỉ có một nối tiếc là ở cái bài Tại sao anh nhận lời ăn hơi nhiều, cái bụng hơi to. Quay lên hơi to. Thế còn cái đoạn đánh trống là em học bao nhiêu lâu? À, cái đoạn đánh trống thì em... Đánh live luôn hay như nào? Em học được 4 buổi. What? 4 buổi.
để cho cái dự án này của em, và trong tương lai em cũng sẽ học tiếp về cái bộ môn này, tại vì em thích trống rất là lâu rồi. Nói chung là em thích tất cả các loại nhạc cụ trên đời, nên là em sẽ dành thời gian để học thêm về nhạc cụ và những cái kỹ năng về nghệ thuật. Cái việc mà em vừa nghe một bạn trai của chị nói là chị thay đổi về nội dung từ một cái người thất tình sang một cái người tình yêu gà bông, thì cái đó có phản ánh không có chị đây không? Chị nghĩ cái này nó liên quan tới cái sự trưởng thành trong con người của chị ấy. Trước đây thì chị khá là chị có rất là nhiều những cái dòng suy nghĩ, và đa số trong đó là những cái suy nghĩ mà nó không được vui, nên là cái âm nhạc của chị nó cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà càng ngày thì chị càng biết kiềm chế những cái cảm xúc mà nó hơi tiêu cực đó, và chị muốn là âm nhạc của mình là một cái thứ âm nhạc chữa lành, khi mà mọi người nghe mọi người có thể cảm thấy thoải mái hơn là những nhạc buồn. Không phải nhạc buồn không phải là xấu nha, tất nhiên là sẽ có những người mà cần nhạc buồn giống như là cùng tâm trạng của mình để mà nghe, nhưng mà đối với chị thì chị sẽ chọn một cái con đường khác, là muốn truyền tải những cái năng lượng tích cực đối với khán giả của mình. Và đương nhiên là nếu mà âm nhạc của mình có thể làm được điều đó, có thể chữa lành cho những cái tâm hồn đang tổn thương ngoài kia, thì Ly cảm thấy rất là vui, và đó là cái mục đích làm nhạc của Ly. Vâng, xin được cảm ơn. Dạ. Ý là câu trước của em có hỏi là theo chị Ly thì ca sĩ rất là biết hát live hay không, mà cái việc mà trình diễn thì nó có phải một cái thái mặt mới của chị Ly không? Đương nhiên thì ca sĩ phải biết hát live, cái đó là một cái điều chắc chắn không ai có thể phủ nhận được. Và bây giờ thì như mọi người cũng đã thấy thì đây là một cái khoảng thời gian mà vocalist lên ngôi rất là nhiều, và những người có thực lực, thực sự có thực lực thì càng ngày càng được yêu thích, khán giả công nhận. Và Ly cảm thấy là đó, bản thân Ly thì Ly công nhận mình không phải là một người chuyên về vocalist, và Ly phải trau dồi hơn nữa về tất cả các kỹ năng của mình. Nhưng mà Ly cảm thấy là với một người nghệ sĩ thì tất cả nó phải có một cái sự cân bằng. Ví dụ như bạn có giọng hát, nhưng mà nếu mà bạn có thêm một cái khả năng trình diễn tốt nữa thì nó sẽ trọn vẹn hơn. Nên là không cái nào nó không quan trọng, và cái nào cũng quan trọng hết. Nên là Ly nghĩ là một người nghệ sĩ đã xác định mình đi theo con đường này thì mình phải trau dồi, mình phải luyện tập để mà tất cả các kỹ năng của mình phải tốt nhất có thể. Nhớ lúc đó không? Là sắp tới rồi hả anh Giang? Không, em nhắc. À, sao bé này nó nhắc? Không được. Lấy tiền của nhau. là đi bao thư cũng không có đi luôn. Đám cưới là phải mừng. Đó. Thì sao phải là chia sẻ luôn là ngày này 3 năm trước cũng là cái ngày mà Lily ra mắt MV mới. Đó thì ngày hôm nay thì phải là mùa em này phải là rất là quý. Bởi vì em này là rất có hiếu với lại bố mẹ, cho nên là phải là quý em bởi cái điều đó. Và lần nào mà em cần thì anh sẽ hỗ trợ. Cảm ơn anh. Thì... Nhưng mà nhớ là đừng lấy tiền. Dạ đúng rồi. Dạ con nhớ rồi. Dạ. Và vâng, xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay để cảm ơn toàn bộ ekip ở trên đây ạ. À. Trong cuộc sống nữa, và Ly cảm thấy đây là một cái điều rất là may mắn khi mà con có được gặp chú, và con nhận được tình yêu thương của chú, sự giúp đỡ của chú, con cảm ơn chú rất nhiều ạ. Và người tiếp theo là Sunny. Thank you for coming. Sunny là đã vượt một quãng đường rất là xa để đến đây dự họp báo của Ly. Và do you have some words to say with me tonight? Yes. First of all, congratulations on the new OCP. Thank you. You look amazing. My favorite one, I don't have a favorite one because all of them are perfect. Really? Yeah. Second one is very cute. I feel like all of them have its own little style, which makes it really special because you know, the first time me meeting you, you were playing a guitar and then you were wearing a dress, you know, like Taylor Swift. But I feel like now, you know, you became like a diva, a goddess, right? She became like a superwoman, right, with this new EP. So I'm very proud, you know, I'm very blessed to be here. And after the whole Golden Hour stage, I really appreciate all the fans from Vietnam. Thank you so much, Gamen, and UM. Không?
Vâng, xin mọi người cho một tràng pháo tay. Em đã cũng trong cái quá trình mà em thực hiện EP này, em cũng hành hàng xóm em rất là nhiều, là gửi bài cho nghe này, xong rồi hỏi ý kiến này, và những khi mà em gặp stress, em gặp những cái khó khăn, em cũng hay đổ lên đầu hàng xóm em lắm, nên là cảm với Hoa này coi như là lời cảm ơn và xin lỗi ạ. Ủa nhưng mà xin lỗi vì vấn đề gì? Vì em đã đổ lên đầu anh một nhịp số những cái cảm xúc tiêu cực mà đó. Yeah, nhưng mà thực sự là anh sẵn sàng mà, đâu có phải gì xin lỗi đâu. Thực sự là hôm nay tôi cũng rất là vui khi mà có mặt tại EP của Lily, và cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành tình cảm cho Lily cũng như là anh Tú trong suốt chặng đường Tú và Lily hoạt động nghệ thuật. Và mong rằng những sản phẩm tiếp theo collab giữa anh Tú và Lily sẽ được mọi người đón nhận nhiều hơn nữa nha. Chắc chắn trong năm nay và năm sau nha mọi người nhá. Yeah yeah. Vâng, xin mọi người cho một tràng pháo tay nữa để cảm ơn toàn bộ ekip ạ.